Đây là ngày sắp đến gần Nguyên Đán của người dân Việt Nam. Mình đang có mặt ở bờ sông Hàn. Đây là bờ sông đẹp nhất của thành phố Đà Nẵng và mình sẽ đưa bạn đi xem vườn hoa của thành phố. Mời mọi người đến xem. Kỷ niệm mọi người và thăm hoa. Em biết rồi, thì xí nữa chưa chụp mà. Yep.
Bye bye. 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 Bye bye.